chào các bạn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp chiếc ghế văn phòng cao cấp thiết kế mới mẫu A1. Sau đây là những thiết bị của nó. Trước hết chúng ta sẽ dùng một ốc màu đen để chúng ta lắp phần ở trên ghế. Hiện tại đây ở đây có một con ốc ba con màu đen và một con ốc bạn ở trong. Còn lại các bạn làm tương tự. Tay thì một con ốc của chúng ta sẽ lắp ở đây và một con ốc nữa chốt ở đây và chúng ta làm tương tự với bên còn lại. Các bạn đã thấy rất là nhanh chóng chúng ta đã hoàn thành xong.